Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế. Cả hệ sinh thái ngành du lịch từ hàng không, lữ hành cho đến lưu trú, các điểm vui chơi đã sẵn sàng mở rộng để có thể đón khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch đã đề nghị các địa phương mở cửa lại hoạt động du lịch, đón và phục vụ du khách theo từng cấp độ dịch, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là thông điệp Việt Nam muốn truyền tải tới bạn bè quốc tế. Chúng tôi sẽ thông qua rất nhiều các hình thức để lan tỏa cái thông điệp Việt Nam đã chính thức mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch, cả quốc tế, cả trong nước. Là thứ nhất là chúng tôi sẽ thông qua các xúc tiến quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội của cơ quan Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ trực tiếp tham gia các hội chợ quốc tế lớn về lĩnh vực du lịch ở tại trong nước cũng như nước ngoài. Đối với nhiều doanh nghiệp lữ hành, các biện pháp xúc tiến, quảng bá, kết nối với các điểm đến quốc tế cũng đã được chuẩn bị từ lâu để khi Việt Nam mở cửa trở lại, các hoạt động du lịch sẽ nhanh chóng được khôi phục. Cái tiêu chí đảm bảo an toàn khách du lịch, đấy là tiêu chí quan trọng đầu tiên mà kể cả hoạt động du lịch quốc tế cũng như là hoạt động du lịch nội địa. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là trong tất cả những phương án đó thì cái chủ đề đã an toàn bao giờ cũng phải được đưa lên hàng đầu. 70% các đối tác mà chúng tôi đã liên lạc ấy, thì đã có sự kết nối và có một số đối tác đã rất sẵn sàng trong cái việc là gửi khách đến Việt Nam cũng như là xây dựng sản phẩm để đưa khách Việt Nam ra nước ngoài. Việc quay lại thì cái việc vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì rằng là chúng tôi đã có được cái sự ủng hộ của các cái chính sách cũng như là các cái động lực về ngành. Nhưng mà lo thì quả thực rằng là sẽ có rất là nhiều cái bộn bề trong cái quay trở lại trong hoạt động kinh doanh. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã ra công văn mới nhất ban hành đầy đủ yêu cầu về phòng chống dịch đối với người nhập cảnh theo đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Như xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương cũng như các doanh nghiệp chủ động trong việc tiếp đón khách quốc tế. Thưa quý vị, dự kiến ngày 19 tháng 3, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ mở cửa đón khách tham quan trong khuôn viên của bảo tàng. Cùng với những sắp đặt, du khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian làng trong phố hiện hữu giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Tháng 3 năm 2022, sự kiện mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế được coi như là một dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Mỗi điểm du lịch như một đốm lửa sẽ tạo thành một ngọn lửa, góp phần thắp sáng lại những kỳ vọng về ngành du lịch trước đại dịch. Cũng vào những ngày tháng 3, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lại được tô thắm bởi sắc đỏ của hoa gạo cổ thụ, gợi nhớ về hình ảnh của làng quê Việt Nam. Bảo tàng đã sẵn sàng và bắt đầu triển khai tour mới Bác Cổ Mùa Hoa Gạo. Đặc biệt trong không gian này, du khách còn được truyền cảm hứng về những nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống thường ngày ở các vùng quê Việt Nam qua những bảo vật vô giá đang được lưu giữ tại bảo tàng. Tỉnh Kon Tum vừa tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng tỉnh Kon Tum. Triển lãm nhằm mục đích quảng bá và giới thiệu khung cảnh của các khu du lịch, khu kinh tế của tỉnh Kon Tum. Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Kon Tum diễn ra đến hết ngày 20 tháng 3. Du khách và người dân sẽ được chiêm ngưỡng 120 bức ảnh của 12 nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đắt về con người Kon Tum. Đây đều là những tác phẩm đã tham gia các cuộc triển lãm cấp trung ương và khu vực, trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải tại các cuộc thi ảnh trong và ngoài nước. Triển lãm ảnh nghệ thuật cũng là dịp để chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum và 69 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam.